Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF, Bộ Công an, huyện Văn Giang, Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam tổ chức lễ xuất quân câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội, câu lạc bộ bóng đá PVF Công an Nhân dân tham dự mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2024-2025, vinh danh khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc của Thể thao Công an Nhân dân. Đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên. Cùng dự có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Mùa giải 2024-2025, câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội tham dự hai giải đấu chuyên nghiệp gồm giải vô địch quốc gia và cúp quốc gia. Ngoài ra, đội bóng còn tham dự giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á 2024-2025. Trong khi đó, câu lạc bộ bóng đá PVF Công an Nhân dân sẽ thi đấu tại hai giải đấu trong nước là giải hạng nhất quốc gia và cúp quốc gia. Nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới, ngoài việc ra mắt mẫu áo thi đấu, hai câu lạc bộ đã công bố đội hình và ra mắt các tân binh với mục tiêu giành ngôi vị cao nhất ở các đấu trường quốc nội. Tại buổi lễ, Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam tổ chức vinh danh các tập thể cá nhân có thành tích tốt tại Olympic Paris 2024 và khen thưởng cho các đội tuyển thể thao trong lực lượng Công an Nhân dân đạt giải cao tại các giải trong nước năm 2024. Phát biểu tại lễ xuất quân, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, để sớm đưa Thể thao Công an Nhân dân trở thành một trong những đơn vị mũi nhọn của Thể thao Việt Nam, Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam cần chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng, tích cực huy động nguồn lực xã hội hóa, ưu tiên phát triển các bộ môn thể thao trọng điểm, tập trung xây dựng, bổ sung các thiết chế về công tác thể dục thể thao Công an Nhân dân trên cơ sở tiềm lực bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng, mở rộng hợp tác với các tổ chức thể thao trong và ngoài nước. Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội, câu lạc bộ bóng đá PVF Công an Nhân dân trong mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2024-2025 phải thi đấu nhiệt huyết vì màu cờ sắc áo và sự tin tưởng của người hâm mộ. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các bộ ban ngành trung ương và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên để cải thiện và nâng cấp trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF Bộ Công an tại xã Long Hưng, huyện Văn Giang nhằm đào tạo ra nhiều lứa cầu thủ tài năng cho bóng đá Việt Nam.